Giải thương của tôi từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rơi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao biệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên trà dần, đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là. Thì rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì thừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Đi nha. Ủa đang ông đang học bộ đi cả lương. Ông đi xuyến không đi gì vậy? Đi chơi cho vui vẻ. Chú đi mạnh giỏi nha chú. Đi chơi thì tất nhiên là vui rồi, nhưng mà lòng không có yên. Đi chơi phải vui vẻ, mắc gì không yên. Ông có nghe cái câu này không? Câu gì? Khi đi thì hoan hỷ, khi về là sầu bi. Ông đi hát nghèo hả? Tôi là người Bắc mà. Thế nào chẳng có tí máu trèo ở trong người. À thì tôi biết, nhưng mà ý ông nói gì đâu không biết. À, ông không tin hai ông cháu tôi nhà coi chừng quán được cho ông đúng không? Tự nói nha, không phải tôi nói nha. Con nghĩ là chú nên dẹp quá luôn. Ờ hay cái thằng này mở mồm ra câu nào là suối quẩy câu đó. Ý nó nói đây lần đầu, nó nói mấy lần nó nói rằng là dẹp quán. Chừng nào nó nói ông đốt quán thì ông hãy nói nó. Lại đến ông vậy? Mồm miệng ăn mắm ăn muối, nói câu nào suối quẩy câu đó. Rồi sao? Sống bằng gì? Thế là quán đang làm ăn được thì mắc mớ gì đi du lịch. Ở nhà lo buôn bán, đi du lịch làm chi? Nói năng hay nhỉ? Sao? Tôi làm quần quật quanh năm ngày tháng. À, tôi không nghỉ ngơi, làm sao mà tôi phục hồi thanh xuân được? Ông thanh xuân ghê á. Ông thanh xuân tươi xạo luôn à. Ô, hai ông ơi. Ông Vượng yên tâm, con với cả ông Đức ở nhà, nếu mà không hề vốn thì doanh thu cũng tăng vùn vụt. Được thế cũng mừng. Tôi chỉ mong á, không lỗ thôi là tôi hạnh phúc rồi. À. Bye bye. À. Bye. Bye bye. Mày có thấy ăn nói trịch thượng hỗn hào không? Thứ gì mà chảnh chẹ. Có. Nè, con nghe nói như vậy con có cảm thấy con tức không? Đúng là nó xem thường mình, con thấy rõ không? Thế trong đầu con có một ý nghĩ gì đó con làm một trận cho nó sáng mắt không? Không được, không được, không được, không được. Cái cách của con là không có được. Nhất quyết bà tao thấy là không có được. Bởi vì vậy cho nên cái... Ông sao vậy? Đây. Vâng, đây. Ông sao vậy? Vậy sao bây giờ ý của ông sao? Con đưa cái cách đó là không có được. Bây giờ con phải làm cái cách nào đó, con hiểu không? Để cho mấy người ta đi đường á, người ta chú ý đến cái quán của mình mà người ta tấp vô, con hiểu chưa? Con phải có cái cách nào đó. Mình phải làm cho một cái không khí nó rần rần ở ngay cái quán của mình. Mình phải tạo một sự chú ý. Ông thấy rằng là bây giờ con hãy đi mời nguyên một đội lân tới đây. Một đội lân sư rồng múa mai qua thùng, múa lân cắn trái chầu, leo lên tùng xe. Đó. Ông ơi. Cái gì? Không phải Tết đâu mà múa lân. Mà kể cả là ông có muốn mướn thì đâu có phải là cứ muốn mướn là con đi tìm được chỗ mướn cho ông đâu. Dễ quá, ông nói vậy con đâu có cần phải đi mướn. Bây giờ đi mua cái đầu lân thôi. Con múa lân đi, ông làm ông đĩa cho. Con biết múa. Trời ơi, thì tạp, kêu người ta dạy. Ông cái nào khác không? Nữa, sao cách nào mày cũng từ chối hết à. Mắc rối quá. Bây giờ chỉ còn có một cách thôi, con thích hát đúng không? Mà con hát cũng giỏi nữa. Thì bây giờ thôi mình mua một cái loa, một cái micro, xong đó con đứng trước cửa quán con hát để cho con hút khách lại, rồi khách vô đây uống cà phê, mình phục vụ văn nghệ miễn phí. Con thì hát nhạc trẻ bây giờ, ông thì hát nhạc bolero ngày xưa. Thật ra cách này cũng hay ông ạ. Được. Nhưng mà ngày xưa á, sao? Ông Vượng dùng cách này rồi, nó cũng không biết sao không? Sao? Cảnh sát dẹp hết, gây mất trật tự an toàn công cộng, mất cả an ninh luôn.
ồn ào. Ông ơi, dẹp luôn cả quán mất đấy. Thôi. Chứ con cũng muốn hát lắm chứ, có phải không đâu. Giờ cách nào ta? Nhức đầu quá. Phải suy nghĩ nữa, cách nào? Cách nào đây trời ơi? Cách nào đây? Cách nào đây? Cách nào đây? Ôi cha trời ơi. Ôi cách nào đây? Nếu mà con ngủ rồi khách hứa vô thấy chủ quán mà ngủ là kỳ lắm á Thành. Không có được ngủ. Thì đâu mà giật mình mày? Mày giật mình tao giật theo tôi liệu thì giật theo nơi này rớt xuống là nước nó thúi lắm mà. Ông ơi ông làm gì đấy? Trời ơi về để cho đừng có ngủ. Ông ơi mắt ông sắp rơi ra ngoài rồi. Không hề. Không. Trời đất ơi trời ơi cái gì vậy? Sao? Vô làm gì la hết hồn với á. Ông Đức ông làm cái gì vậy? Vậy để cho đừng có ngủ. Trời ơi. Mà sao nhìn mặt anh Thành với lại ông Đức chán nản quá vậy? Mà nay quán bị sao mà giống như chùa Bà Đanh vậy nè. À vậy là không nghĩ ra cách làm cho quán đông. Vậy thôi gì? Trời ơi. Em nói thì dễ đấy. Nhưng mà là sao mà bảo nghĩ thì nghĩ luôn được. Trời ơi, thì bây giờ mình không nghĩ ra được cách thì mình phải học hỏi cách từ người ta chứ. Làm gì cũng phải học hỏi mà. Nhưng mà học hỏi làm sao? Học hỏi ai? Học hỏi cách gì? Không. Nè, hai người coi đi. Ôi dồi, sao chủ quán thế mà chửi khách kinh thế? Thế mà khách vẫn ngồi gật gù ăn hí hởn được. Trời đất ơi, bà này bà dữ thiệt luôn. Ý của con là thì ý của con á là bây giờ trong kinh doanh muốn bán đắt thì phải dùng cách. Ý của con là cà phê chuối. Chủ quán ơi. Nè nè nè, hai người coi con nè. Cho anh cái menu đi em gái. Kêu ai bà em gái? Hả? Dạ cho em menu đi chị gái. Nhìn mặt tôi già lắm sao mà kêu bằng chị? Dạ con kêu gì? Mệt quá, kêu gì kêu lẹ đi. Dạ gì cho con mượn cái menu đi. Trời ơi đi uống nước mà không biết mình uống cái gì đi về đi uống chi nữa. Thôi gì có gì gì đi, hồi đại con uống cũng được. Dạ. Em ơi, anh ngồi đâu được vậy? Anh đuôi hay sao? Bao nhiêu bàn ghế trống thế này? Ngồi đâu mà chả được? Còn phải chỉ nữa à? Cho anh mượn cái menu đi em trai ơi. Ê, anh gọi ai là em trai đấy? Ủa không lẽ kêu bằng em gái? Em là anh trai mà. Tôi em trai anh ngồi nào. Thôi gọi đùa nhanh lên, mất thời gian. Cho anh mượn cái me. Me cái gì? Me cái gì? Me Thái hay là me ngào đá hả? Anh gọi cái gì, anh uống cái gì, anh ăn cái gì anh không biết à? Hả? Được rồi, chờ xíu anh gọi. Nhanh lên, kêu không kêu cứ gọi. 500 anh em đâu, có rảnh không? Anh về vị trí qua đây giúp anh liền, đập cái quán này liền cho anh. Anh đi uống cà phê mà bị nó chửi xối xả như con không đẻ đây nè. Nhanh lên giúp anh nha. Ê ông kia, ông gọi 500 anh em đến đây làm gì? Gọi 1000 luôn đi, tôi chửi hết một lượt. Mày khỏe mày rồi con. Mày nhìn kỹ đi, mày biết tao là ai không? Tôi không cần biết ông là ai. Ông chỉ là khách của cái quán này thôi. Khách hả? Mày chửi thì khách tao mày. Ê, 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 ê
ở đâu mà bước chân vô ngay cái lãnh địa, cái quán cà phê này mà làm hung dữ vậy? Ở đâu? Tôi là khách tới đây. Khách đối xử tôi vậy hả? Đối xử vậy đó, làm gì nhau? Bây giờ vô đi uống cà phê, mấy người trong cái quán này được quyền chửi khách là làm gì nhau? Ủa? Nhưng mà ông là ai hả? Mà ông chiếu vô chuyện này vậy? Tôi là ai hả? Tôi là ông của nó. Nó gọi tôi bằng ông. Hiểu chưa? Ông đúng không? Bây giờ á, ông là ông của nó, ông dạy nó không được thì để tôi. Thôi, nó chơi. Tôi nó chơi làm gì dữ vậy? Đừng trợn quá, tôi sợ thiệt. Thôi bây giờ tôi không nói chuyện với ông nữa. Chủ quán rồi, chủ quán đâu? Chủ quán đi chơi. Tôi đây. Hình tôi có việc gì? Ủa, ông là ai vậy? Tôi là chủ quán. Chủ quán. Ôi tha cho tôi, trời ơi, tha cho tôi. Nhân này phải có quán luôn. Tôi định thần lại tôi nhìn coi. Thấy ghê quá. Từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy một trận quanh tạc như vậy. Con trai Dượng đâu rồi? Tôi đây. Anh còn sống hả? Còn. Chúc mừng cho anh nghe. Chuẩn bị tiền bạc dọn dẹp lại quán đàng hoàng anh. Số anh phải chịu rồi. Dù sao đi nữa thì tôi cảm thấy rằng là tôi cũng có lỗi với anh. Nhưng kê bên đó tôi vẫn có cái gì đó tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã về kịp lúc. Ông bà ta có câu quân tử ra đi đừng quay trở lại. Anh quay trở lại chứ giờ anh nằm thấy ghê không? Nhưng mà cũng giờ anh quay trở lại anh đã cứu được đời tôi. Chứ anh mà không quay trở lại là coi như tôi hốt hết cái trận này. Tội nghiệp thằng Thành nó còn nhỏ mà nó bà bị một cái gì rồi không biết ai. Chú Bưởng, anh đứng chỗ nào nông nổi này vậy? Ông Đức. Trời ơi, anh đã làm quán anh nông nổi này, ai? Mày còn hỏi ai? Ai làm ra cái quán nông nổi này? Chính là mày. Là mày, mày biết không? Kinh con quỷ kia. Mai ở đây cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta cùng bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi che chở. May mắn sẽ đến bên con. Thank you.